nóng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Philippe Chuse ngay sau trận thua Indonesia. Đội tuyển Việt Nam thua 0-3 trước đội tuyển Indonesia là giọt nước tràn ly, khiến huấn luyện viên Chuse không thể tiếp tục công việc. Ban đầu cuộc họp giữa thường trực VFF và huấn luyện viên Chuse dự kiến diễn ra vào sáng 27 tháng 3. Tuy nhiên, huấn luyện viên Philippe Chuse và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng ngay trong đêm 26 tháng 3. Ông Chuse đồng ý kết thúc hợp đồng và chấp nhận mức đền bù hợp lý, không phải toàn bộ hợp đồng.